Nick ngay tốt cung, theo dân gian, tháng 7 âm lịch hay còn gọi là tháng cô hồn. Vào tháng này, quỷ môn quan được mở ra, âm khí có thể tràn lên dương gian. Mà ngày 14 tháng 7 âm lịch là ngày âm khí nặng nhất, cần chú ý những điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn để tránh hồn siêu phách lạc. Tra cứu ngày âm lịch hôm nay chuẩn xác theo lịch vạn sự theo truyền thuyết từ thế giới tâm linh thì vào nửa đêm ngày này, nếu tới những địa điểm hoang vu, hữu quạnh sẽ nhìn thấy cảnh tượng hàng trăm linh hồn đi trên một cây cầu hướng về. Phía dân gian, có một linh hồn cầm đèn lồng đỏ dẫn lối, vì vậy, vào đêm ngày 14 âm lịch, chớ nên ra khỏi nhà. Vào tháng 7 âm lịch, có những điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn bạn cần phải nhớ để biến hung thành cát, vạn sự an khang. 1. Đầu giường treo chuông gió treo đầu giường dễ chiêu nhiễu các vong linh và thời điểm ngủ là thời điểm linh hồn dễ xâm nhập vào giấc ngủ của bạn. 2. Đi tắm buổi đêm, khuyên bạn không nên đi tắm quá khuya, điều này sẽ mang lại rất nhiều phiền toái. 3. Đốt tiền vàng bừa bãi, hành động đốt tiền vàng là hành động gửi tiền vàng và đồ dùng cho các vong linh, bởi vậy, càng đốt nhiều tiền vàng thì vong linh tới càng nhiều. 4. Ăn vụng đồ cúng, nếu chưa thắp hương xong, hương chưa tàn, chưa vái lạy mà đã ăn vụng đồ cúng bái thì ngay lập tức sẽ gặp xui rủi. 5. Huyết sáo vào buổi tối huyết sáo sẽ dễ dẫn dụ các vong linh bởi các vong linh rất thích tiếng sáo. 6. Gọi tên, ban đêm không nêu kêu tên, nếu bắt buộc thì có thể gọi biệt danh, để phòng các vong linh nhớ tên bạn. 7. Bơi lội, lúc này, các vong linh rất thích chơi trò kéo chân bạn, nguy cơ tử vong là rất lớn. 8. Trốn tìm, các vong linh rất thích dọa người, thời điểm bạn đang trốn một mình trong bóng tối là thời điểm bạn dễ bị dọa nhất. 9. Trồng cây đa cổ thụ trước cửa nhà, cây là đa là nơi âm khí tích tụ, là nơi mà các vong linh rất thích, trừ khi bạn muốn các vong linh vào nhà mình thì có thể trồng cây đa trước cửa nhà. 10. Thức khuya, lúc cơ thể con người mệt mỏi nhất là đêm khuya, lúc này âm khí lại là lúc vượng nhất, vì vậy bạn không nên thức quá khuya. 11. Dựa vào tường, các vong linh bình thường rất thích trốn lạnh lẽo nên thường ngự trên tường để nghỉ ngơi, đứng dựa vào tường đồng nghĩa với việc rất có thể bạn đang đứng cạnh một ai đó. 12. Nhặt tiền lẻ rơi trên đường, tiền này là của các vong linh, nếu bạn nhặt nghĩa là xâm phạm vào đồ của các vong linh ấy, bạn sẽ gặp rủi ro. 13. Dễ dàng quay đầu lại, khi bạn đang đi ngoài đường ở nơi hữu quạnh, chợt cảm thấy giống như có người gọi mình, không nên quay đầu lại, bởi rất có thể là một linh hồn nào đó đã gọi bạn. 14. Tùy tiện bá vai bá cổ, con người có 3 ngọn lửa trên đầu và 2 bên vai, nếu mà khoác vai nhau thì ngọn lửa 2 bên vai sẽ bị dập tắt và các vong linh nhân cơ hội này sẽ trèo lên vai. Tuyệt đối tránh một trong những điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn này nếu không muốn hồn siêu phách lạc. 15. Để dép lê ở đầu giường, các vong linh nhìn vào đôi dép sẽ biết bạn đang ở chỗ nào. Nếu dép lê hướng vào giường thì các vong linh sẽ lên giường và ngủ cùng với bạn. 16. Cắm đũa giữa bát cơm, đây là hình thức tế bái, tương tự như cắm hương ở bát hương. Khi bạn cắm đũa vào giữa bát cơm thì sẽ có ý là mời các vong linh tới ăn cùng. 17. Đi một mình, khi bạn đi một mình thì dễ bị các vong linh chú ý, tốt nhất là đi đâu thì nên rủ người đi cùng nhé. 18. Chụp ảnh buổi tối, chụp ảnh vào buổi tối đôi khi vô tình thu lại được hình ảnh của các vong linh sẽ chụp ảnh cùng bạn và theo về nhà. 19. Chơi bói chén, bình thường chơi bói chén đã có nhiều chuyện không tưởng rồi, huống chi lại chơi bói chén trong tháng cô hồn. 20. Dép lê đặt ngay ngắn bên giường, khi ra ngoài du lịch, bạn đặt dép lê ngay ngắn bên giường thì đồng nghĩa với việc dẫn lối cho các vong linh, họ sẽ làm náo loạn giường bạn. 21. Nửa đêm không nên phơi quần áo ướt dễ làm cho sóng điện tích tụ, phơi quần áo ướt chẳng khác nào tạo ra hám tịnh trảo quỷ, cạm bẫy, như vậy,
các vong linh sẽ tìm tới bạn để gây rắc rối. 22. Không nên để tóc tai bù xù khi ngủ. Tháng cô hồn, khắp nơi đều là cô hồn giã quỷ. Nếu tóc tai bù xù, họ sẽ cho rằng bạn là đồng loại và sẽ gọi bạn để tám chuyện. 23. Không nên đến tháng. Dân gian cho rằng khi phụ nữ tới tháng là lúc cơ thể không thuần khiết, xúc phạm tới thần kinh, như vậy sẽ bị làm cho bất hạnh. Tuy nhiên, cách nói này chưa có căn cứ, mặc dù vậy bạn vẫn nên cẩn thận. 24. Không nên mừng sinh nhật vào buổi tối. Những người có sinh nhật vào tháng 7 âm lịch thì thật xui xẻo, bởi khi tổ chức sinh nhật vào buổi tối thì sẽ có nhiều người tới dự sinh nhật cùng. Tốt nhất là nên tổ chức vào ban ngày. 25. Không nên bắt chuồn chuồn và châu chấu. Dân gian cho rằng hai loài côn trùng này là hóa thân của quỷ hồn. Nếu tùy tiện bắt chúng thì cẩn thận, bạn đang dẫn âm linh về nhà đó. 26. Không nên nói từ quỷ trong những ngày này. Trên dương gian âm khí cực mạnh, có ở khắp nơi, vì vậy nên thận trọng từ lời nói tới việc làm, kỵ nói những từ xui xẻo, cũng không nói linh tinh để phòng âm linh ngay bên cạnh. 27. Không dẫm đạp lên cho bụi tiền vàng mã. Vàng mã là tế phẩm cho cõi âm, khi đốt cháy, các vong linh sẽ tụ tập xung quanh để thưởng thập. Nếu bạn nhảy, dẫm lên cho của vàng mã thì là xâm phạm với các vong linh, bạn sẽ không thể tránh khỏi xui xẻo. 28. Không nên khoác vai người khác. Dân gian quan niệm, trên mỗi người đầu có 3 ngọn lửa, ở hai bên vai và trên đỉnh đầu, như vậy, các linh hồn sẽ không dám tới gần bạn. Nhưng khi bạn khoác vai người khác, vô tình dập tắt ngọn lửa trên vai họ đi, như vậy bạn sẽ gặp phải phiền toái. 29. Lễ cầu siêu mở cửa âm phủ. Từ ngày 1 tháng 7 âm lịch, quỷ môn sẽ mở và tất cả các vong linh được phép trở về dương gian thăm người thân. Bởi vậy, vào buổi chiều các nhà phải đặt trước cửa nhà mình một mâm đồ cúng, gọi là lễ cúng chúng sinh, để cho các vong linh có cái ăn, không quấy nhiễu người nhà. Tế phẩm cũng không cần nhiều quá, chỉ cần vài món là được. 30. Thả đèn hoa đăng. Thả đèn hoa đăng là thả những ngọn đèn hình hoa sen trôi sông. Đèn có thể là bằng gỗ hoặc giấy. Tuy nhiên, nguồn gốc của việc thả đèn hoa đăng là để cho những người chết đuối tìm được đường về nhà, để hưởng vật phẩm tế lễ. Trên đây là những điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn còn lưu truyền trong dân gian, chưa có khoa học nào chứng minh sự đúng đắn của nó. Thiếu cơ sở khoa học, thiếu bằng chứng xác thực, nhưng thói thường vẫn cho rằng có kiêng có lành. Vì vậy mọi người chỉ nên tham khảo, đừng để những điều trên